Hôm qua, ngày 11 tháng 8, Nga tuyên bố phê duyệt vaccine phòng COVID-19. Bộ trưởng Y tế Nga cho biết quốc gia này đã lên kế hoạch tiêm chủng miễn phí vaccine COVID-19 vào tháng 10. Đây là quốc gia dẫn đầu cuộc đua vaccine. Dù Nga đã phê duyệt vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới, nhưng thực tế nhà khoa học nước này vẫn chưa đưa ra bất cứ dữ liệu nào từ thử nghiệm quy mô lớn. Giám đốc Viện An toàn Vaccine, Đại học John Hopkins, Mỹ, nhận định về tính rủi ro của sản phẩm. Tôi nghĩ điều này thực sự đáng sợ. Theo ông và các đồng nghiệp, Nga đang đi tắt một bước khá nguy hiểm, chấp thuận vaccine trước khi tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3. Đây là khâu quan trọng giúp xác định ứng viên hiệu quả hơn là giả dược, không gây hại cho người dùng. Khác với thuốc, vaccine được sử dụng cho những người khỏe mạnh, vì vậy tiêu chuẩn an toàn cũng cao hơn nhiều. Trong suốt một thế kỷ qua, các nhà nghiên cứu tìm ra nhiều phương pháp nghiêm ngặt để kiểm tra độ an toàn và hiệu quả của vaccine. Trước tiên là thử nghiệm tiền lâm sàng, thường được thực hiện trên động vật như là chuột hoặc khỉ, trước khi tiêm vaccine vào cho người. Nếu khâu này diễn ra tốt đẹp, các nhà nghiên cứu sẽ tìm kiếm khoảng vài chục tình nguyện viên cho thử nghiệm giai đoạn 1. Trong quá trình chủng ngừa, họ được bác sĩ theo dõi kỹ lưỡng, xem xét nồng độ kháng thể sản sinh và đảm bảo không có bất kỳ phản ứng tiêu cực nào. Một số người cảm thấy đau nhức khắp cơ thể hoặc sốt nhẹ, nhưng các triệu chứng này thường sẽ không kéo dài. Nếu thử nghiệm giai đoạn 1 không gây vấn đề nghiêm trọng, các nhà khoa học chuyển đến giai đoạn 2, tiêm thử cho hàng trăm người và tiến hành quan sát chi tiết hơn. Song cho dù kết quả ban đầu hứa hẹn đến đâu, nhưng thử nghiệm giai đoạn 3 vẫn có thể thất bại. Một chuyên gia miễn dịch và bệnh truyền nhiễm Đại học Florida nhận định, thời gian kể từ thử nghiệm đến phê duyệt vaccine của Nga rất không chắc chắn và chưa có đủ dữ liệu về độ hiệu quả của sản phẩm. Thực tế cho thấy, cho đến ngày 11 tháng 8, khi vaccine đã được phê chuẩn, Nga mới tuyên bố thử nghiệm giai đoạn 3 sẽ bắt đầu sau đó một ngày. Trên 2.000 người đến từ Ả Rập Saudi, Brazil và Mexico, cho thấy quy mô nhỏ hơn hầu hết các nghiên cứu đang diễn ra hiện nay, với số tình nguyện viên chỉ bằng 1/10. Theo National Geographic, hiện nay có khoảng 150 loại vaccine đang cùng lúc được phát triển. Nhiều nơi tích cực đẩy mạnh tiến trình nghiên cứu, hứa hẹn sớm đưa vào sản xuất chế phẩm này.